Vẽ rất là thú vị. Tuyệt vời hơn khi những gì bạn vẽ có thể nằm trong tay của bạn. Cây hùng chúng tình sẽ trải nghiệm điều này ngay ngày hôm nay. Nào, các bạn đã hào hứng tham gia thử thách này không? Bây giờ mới bắt đầu. Xin chào. Xin chào. Chào. Ôi, cuối cùng cũng đến. Nhưng tớ vẫn thấy chán. Tốt hơn tớ nên xem có bao nhiêu lượt thích trên ảnh của mình. Chú ý, chúng ta có một bàn trải và có một bức tranh. Nhưng vẽ, bạn cảm thấy rất là nhàm chán. Tớ thậm chí sẽ nói rằng buồn chán kinh khủng. Bạn đồng ý không? Tớ không quan tâm, nhưng đại loại là vậy. Hãy xem bạn phải vẽ cái gì trước nhá. Đừng vội ngạc nhiên trước một cái đĩa không. Hãy cho tớ một ít thời gian. Và củ cải xinh đẹp đã xuất hiện. Ôi, tớ ghét củ cải. Cái quái gì vậy? Bạn không có nhiều thời gian đâu. Nó bắt đầu rồi. Wow, các bạn. Các bạn nhanh thật đấy. Tớ không kịp theo dõi các bạn luôn. Điều chính là tìm ra tỷ lệ phù hợp. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Tớ thực sự rất tệ một số thứ. Tớ đang cố gắng hết sức. Nó sẽ rất là tuyệt. Tớ không có khiếu vẽ gì cả. Thật là kinh khủng. Oh, Jess, vẽ thật là tuyệt vời. Cần phải dừng bạn ấy lại. Ừ, đúng rồi. Tớ sẽ ăn cắp màu và bạn ấy không thể vẽ được nữa. Ôi, chỉ còn một ít nữa thôi. Ô, sơn của tớ đâu rồi? Không thấy đâu cả. Chẳng lẽ tớ mất rồi? Ôi, tớ có một ý tưởng này. Tớ sẽ sử dụng mỹ phẩm của Monica. Màu sắc rất hoàn hảo. Ôi, thiệt thật đấy, bạn nghĩ ra điều đó. Bây giờ đến lúc kết thúc rồi. Hoàn thành bức vẽ của các bạn đi. Cho tớ xem này. Của tớ đây. Không tệ, Mary. Ừ, tớ được khen mà. Jess, bạn vẽ quá tuyệt vời. Ôi, thật là vui khi nghe được điều đó. Monica, cái gì gì vậy? Không tốt chút nào. Ôi, Monica, củ cải này xứng đáng của bạn. Chúc bạn ngon miệng. Trời ơi, là một ngày tồi tệ. Tớ không biết vẽ mà còn phải ăn củ cải nữa chứ. Ôi, vì khó chịu thật đấy. Ha, Monica, bạn buồn cười thật đấy. Wow, cốc tai tuyệt vời. Tớ thấy các bạn cũng rất vui. Để tớ đánh giá chất lượng của ly cốc tai này nhé. Wow, ngon thật đấy. Thời gian bắt đầu. Vẽ nhanh lên và đẹp nhé. Tớ chắc chắn tớ có thể làm tốt mà. Tớ rất khéo léo và chuyên nghiệp với bút chì. Họ sẽ không bao giờ vượt qua được kết sắt của tớ. Oh, Suzy tốt đấy. Jill thì sao? Ồ, cũng vẽ rất đẹp. Tớ làm gì biết giờ? Nghĩ ra rồi. Jack, bạn rất đam mê nhưng vẫn chưa rõ ràng bạn đang làm gì. Giải thích cho tớ chứ. Đừng làm phiền tớ. Tớ đang vẽ nghệ thuật. Thôi được rồi, người sáng tạo. Cảm ơn. Bên cạnh đó tớ sắp hoàn thành. Và sắp tới mọi người có thể xem kiệt tác của tớ. Cần thêm một ly bọt nữa. Và để làm nó đẹp, chúng ta sẽ rắc thêm một chút nữa vào. Ồ, Jack, bạn làm tốt lắm. Ok. Xong rồi. Đấy, bây giờ có thể cắm bút chì vào. Trông giống như kiểu ống hút vậy. Hãy tận hưởng tác phẩm tuyệt vời này đi. Ôi, tuyệt thật đấy Jack. Tớ rất tự hào với cậu. Tớ đã rất là cố gắng. Ừ, đồng ý, không tệ. Tớ không tự hào về bài vẽ của mình gì cả. Cần phải cố gắng nhiều và hài lòng hơn với kết quả. Ồ, có thể dùng cái này mà. Ừ, tất nhiên rồi Jill, tớ có thể giúp bạn. Hãy làm điều này để tạo ra một hiệu ứng thực tế trong vẽ của mình. Cảm ơn Jack. Và tớ còn có cái này nữa. Tất nhiên là sẽ không thừa. Đấy, bây giờ xong rồi. Ồ, hết thời gian rồi. Chúng ta sẽ tổng hợp. Ngừng vẽ và xem bạn có gì nào. Rất muốn lòng muốn xem. Oh no.
Trời ạ, à, bức vẽ của tớ đang bị cháy. Tất cả chỉ vì bọt này. Ôi, bạn bị loại bỏ ngay lập tức. Tớ cái kết thúc rồi. Yeah, thật tuyệt. Chúng ta còn hai ứng cử viên. Ai trong số các bạn sẽ giành chiến thắng? Của tớ làm rất tốt. Chà, Hoan Hô Suzy, bạn đã giành thành công rồi. Tớ không thể tin được, điều đó thật là tuyệt vời. Cái gì? Nhưng công tay của tớ ngon hơn mà. Đây, ly công tay khổng lồ của tớ này. Cuối cùng tớ có thể thử nó. Ôi, tuyệt thật đấy, rất là ngon. Ồ, công tay rất là tuyệt. Ê, có chuyện gì xảy ra vậy? Ê, Jack, tại sao bạn lại làm như vậy? Bạn có thể hỏi tớ mà. Nhận lấy đi. Trời ạ, tớ giận bạn quá. Trời ạ, trông bạn chán đời quá. Các bạn, lần này các bạn gặp may mắn rồi. Bạn sẽ được ăn cây kem tuyệt vời. Tớ chắc chắn rằng nó đáng để chiến đấu. Và một cuộc chiến sắp bắt đầu. Ừ, ngon thật đấy. Nào, bắt đầu thời gian. Ôi, hình như có rẻ sẽ không suôn sẻ với bức vẽ. Chắc là mình thử thêm một tí nữa. Ê, cái này không được. Và bây giờ sẽ có một điều gì đó tốt đẹp đến với tớ. Trời ơi, ai đó thay kem bằng sơn? Ai vậy? Mary, Monica hay là Jess? Ôi, có gì đó không suôn sẻ với bức vẽ của mình. Tớ luôn cố gắng nhưng vẫn không hoàn hảo. Còn của tớ rất là tuyệt. Tớ rất hài lòng. Nào các bạn, hết thời gian rồi. Xem bạn vẽ được gì nào. Ê, kem chảy ra rồi kìa. Thật không? Thật là không công bằng. Ôi, chán thật đấy. Không sao, người chiến thắng vẫn phải chọn. Monica, bản vẽ của bạn rất tệ. Jess, của bạn tốt hơn rất nhiều. Và cuối cùng, Mary, bức vẽ của bạn trông giống như kem chảy. Nhận lấy đi. Trời ạ, các bạn đừng xúc phạm. Tớ thậm chí không nghĩ rằng sẽ xảy ra như vậy. Tớ sẽ lấy một cái ống hút. Và tớ sẽ có một ly cốc tai ngon tuyệt vời. Ôi, bạn thông minh đấy. Ừ, rất là ngon. Tớ rất ghen tị. Ê, các bạn, tớ có cả một xô Nutella dành cho bạn này. Nặng thật đấy. Ôi, sự ngưỡng mộ của họ không có giới hạn. Đây là món ngon nhất có thể. Tớ sẽ thử một miếng thật nhỏ nhá. Wow, quá ngon. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, hình như tớ mất tập trung. Đến giờ bắt đầu. Hãy bắt đầu trận chiến. Chiến thắng là của tớ. Tớ quên mất 2 cộng 2 bao nhiêu. Các bạn đừng lãng phí thời gian, hãy bắt đầu. Này, tại sao tớ vẽ kiểu gì vậy? Hình như có một lối thoát. Tớ sẽ thêm một dòng chữ Nutella. Jill, bạn có ý tưởng gì vậy? Bây giờ bạn sẽ thấy tớ cũng cần kéo. Bây giờ phải cẩn thận cắt từng chữ một ra. Và phải dán thẳng lên cái lọ này luôn. Nhìn màu chất rất giống Nutella. Tuyệt thật đấy. Ôi, để xem Suzy sao nhá. Wow, bạn ấy vẽ tuyệt thật đấy. Tớ sẽ không để bạn ấy thắng đâu. Nhận lấy đi Suzy. Ê, thật là không công bằng. Bạn làm tớ giận rồi đấy. Nếu bạn làm hỏng của tớ, tớ sẽ làm hỏng của cậu. Ôi không, đây là trò xấu. Trời ơi, làm hỏng mọi thứ rồi. Trong khi bạn này vẽ, tớ sẽ làm cho mình sandwich ngọt. Ôi, ngon thật đấy. Tớ có ý tưởng này. Bây giờ, đây sẽ là hình bánh Nutella. Luôn có một lối thoát mà. Dạ, bạn làm chọc tức tớ đấy. Tớ có một giải pháp cho vấn đề mà. Đấy, như này. Tớ đã cứu bản vẽ của mình. Ôi, mình suýt thì quên thời gian. Các bạn, xem tác phẩm của các bạn nào. Nhìn này.
What's the matter? Cái gì vậy? Sao nhỏ vậy? Okay. Woo-hoo! Bạn có một thùng. Tại sao bạn vẽ một cái lọ nhỏ vậy? Bản vẽ của tôi thì sao? Nó rất tuyệt. Không hoàn toàn những gì yêu cầu, nhưng cũng tốt. Đây là tác phẩm xuất sắc của tớ. Đừng vội kết luận thứ gì. Chọn ai bây giờ? Được rồi, tớ đã nghĩ ra rồi. Nhận giải thưởng của bạn đi. Ồ, tớ có bánh mì kẹp thịt. Yummy. Tớ thì có một xô Nutella. Ôi, bạn thật may mắn. Hãy thử nó đi. Ừ, cái gì? Không có gì bên trong. Trời ạ, à, tại sao lại không có Nutella bên trong? Ôi, bạn thất bại thật sự. Đây mới là giải thưởng thực sự. Đây là những chiếc bánh mì ngon nhất thế giới. Ăn chúng có là một niềm vui. Ôi, trông ngon thật đấy. Ôi, bạn thật là may mắn. Ồ, bạn rất là may mắn. Ôi, bạn không biết tớ muốn ăn Nutella như nào đâu. Có lẽ tớ cũng sẽ may mắn. Cần phải thử. Đột nhiên bên trong có Nutella thì sao? Ôi không, tớ nhầm Nutella với son rồi. Đó là một sai lầm khủng khiếp. Các bạn, tớ cảm thấy rất tệ. Tớ nghĩ tớ sẽ phải nôn bây giờ. Ôi, buồn cười thật đấy. Chúng mình còn rất nhiều thử thách hấp dẫn và thú vị trên kênh Munchido Food. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ cái gì cả. Tạm biệt các bạn nhé.